Ngày hôm nay thì em mang đến cho các bác một chiếc xe bán tải hai cầu máy dầu. Mà chiếc xe này thì em đang bán cái giá nó chỉ có đầu 100 triệu đồng thôi. Vâng, một mức giá rất là rẻ so với cái dòng xe bán tải tại thị trường Việt Nam. Em bán rẻ hơn rất là nhiều so với anh em khác. Và đây là một chiếc xe được độ lên rất là nhiều các bác nhá. Độ lên cực kỳ nhiều luôn. Một dòng xe bán tải Forerunner XLT với động cơ máy dầu 2.5. Mức tiêu thụ khoảng tầm 8 lít dầu trên 100 km. Thùng sàn sạch sẽ, xe thì ngon cứng luôn. Và cam kết cho các bác là không có đâm đụng, không ngập nước. Đấy, xe thì form dáng quá ok rồi. Đồng sơn này em cũng đã xì tút đánh bóng lại. Về là bây giờ các bác chỉ việc đi thôi, không phải làm gì nhá. Động cơ máy dầu khô ráo, không hề có bị dầu ẩm dầu này, không bị chảy này. Và hơi của xe thì rất là căng luôn, không hề có bị hiện tượng yếu ì. Đấy, các bác nào mà đi cái dòng này thì phải nói với các bác là quá yên tâm. Một chiếc Forerunner bán tải hai cầu rất là đẹp, biển 15H027-88 nhá, biển số Hải Phòng. Đấy, đồng sơn xe sạch sẽ, ngon lành cành đào. Và xe thì cam kết đảm bảo cho bác là không có đâm đụng, va chạm, tai nạn, ngập nước. Đấy, và xe thì rất là phong cách luôn, có cái ống thở pha Safari cái ống thở rất là thể thao, kiểu dáng trẻ trung. Và chiếc xe này thì em bán giá rất là rẻ rồi. Bác nào mà yêu thì nhanh tay qua cửa hàng xem ngay con này, để mà ring được em xe bán tải hầm hố hoành tráng này này nhá. Và em Vũ Duy Ô Tô thì chuyên các cái dòng xe bán tải giá rẻ, kể cả bán tải 70-80 triệu nhà em vẫn còn nhá. Em bác nào mà quan tâm thì mời các bác qua cửa hàng xem xe trực tiếp. Các bác ở tỉnh xa thì có thể là cọc tiền, sau đó em vận chuyển đến tận nhà cho các bác luôn. Màu xe thì thực sự đây nó màu rất là độc đáo luôn. Và chiếc xe này là một chiếc xe dành cho những người biết chơi, dành cho những người đam mê. Đây, các bác nhìn này, quả bậc sàn độc đáo luôn, nó cao hẳn so với gầm. Và chiếc xe này là một chiếc xe có thể đi được mọi địa hình, đảm bảo cho cái việc mà các bác đi lại rất là yên tâm. Và lội lước các thứ là thoải mái nhá. Dàn lốp của xe thì nói chung là cũng đã tầm 80%, nhưng mà đi thì vẫn ok, không vấn đề gì. Đấy, máy nổ giòn tan và đèn đóm xe thì sạch sẽ, giấy tờ hồ sơ là chuẩn chỉ. Đây các bác nhìn này, toàn bộ đèn của xe này trong vắt luôn, không bị ố mốc rạn nứt tí nào. Đấy, đèn trong vắt luôn. Đấy các bác nhìn nhá, toàn bộ đèn của xe đấy ạ. Đấy, bóng đèn trong vắt này. Và các bác có thể nhìn toàn bộ cái mặt cản của xe, logo Ranger nổi bật luôn. Đấy, 2010 form mới nhá. Và con này thì được cái là độ lên hai quả bi ở dưới này, rất là sáng luôn. Đồng sơn cản xe đều đẹp. Đấy, căng và không hề có lỗi. Đấy, các bác nhìn này, và bộ sơn cản của xe đây đẹp đều, nan cản là rõ ràng và xe là không có lỗi lầm. Gầm khô ráo luôn. Đấy, các bác nhìn gầm này, quả gầm quá uy tín luôn. Đấy, các bác nhìn nhá, chất gầm của xe đây cực kỳ đẹp luôn. Gầm máy khô không hề có dầu mỡ. Và em này thì tôn cabo là còn nguyên. Đấy, ống thở Safari hàng xịn sò. Đấy, trông rất là thể thao, kiểu dáng đẹp nhá các bác nhá. Và dàn lốp của chiếc xe thì hai quả lốp trước đang sử dụng là lốp Michelin, lốp 235-75 la răng 15. Và cái dòng lốp này la răng của chiếc xe là la răng 6 chấu hoa thị. Đấy, rất là khỏe luôn. Và các bác có thể nhìn sắc của xe này. Đấy, của xe nó còn đen xì bóng rồi này luôn, không hề có han mục tí nào nhá. Vâng, đây là một dòng xe bán tải hai cầu máy dầu rất là khỏe và lành, gầm bệ cao thoáng. Đấy, không hề có một quạt tí nào. Và các bác đi những cái dòng như thế này thì bác chủ bác ấy đã chăm chút hết rồi, về là bây giờ các bác chỉ gọi việc là đi thôi, không phải làm một cái gì cả. Đấy, tôn cửa này đóng mở rất chắc luôn nhá. Và toàn bộ chỉ cánh của xe là bao zin cho các bác luôn. Đấy, chỉ cánh là bao zin toàn tập. Cỡ lốp của xe thì đang sử dụng có thể là hai cỡ lốp đây. Đấy, tem nhãn đầy đủ nhá. Đấy, tem nhãn đầy đủ. Tappy sạch sẽ, kính điện thì lên xuống là hoạt động hoàn toàn ok. Em này thì kính điện thì đây. Đấy, kính điện lên rất là nhanh, không hề bị yếu tí nào. Đấy, và dán phim cách nhiệt lên là cũng có tính chất riêng tư cho bên trong. Đấy, ok luôn. Em này thì được cái điểm cộng đó là nội thất của xe thì rất là mới. Nội thất được độ ghế da quay trách nhá, ghế da quay trách này, ghế rất là xịn sò, sờ mềm êm. Đấy, ngồi thoải mái nhá. Và ghế là ghế chỉnh cơ. Đấy, ghế da này sờ rất là mềm, chất da đẹp. Đây, đây là chất da đẹp luôn đấy ạ. Vâng, toàn bộ bộ ghế của chiếc xe thì cũng trị giá của nó gần 4 triệu chứ không ít đâu nhá. Các bác đã lời được rất nhiều. Đấy,
ghế da còn rất là căng. Và trần của chiếc xe thì đang là sử dụng trần 3D có khâu đan chỉ rất đẹp. Đấy các bác nhìn này, khâu trông vân rất là đẹp luôn. Và em này thì vô lăng của nó là chưa có mòn lì một tí nào, chưa có bị mòn tí nào. Đấy các bác nhìn toàn bộ vô lăng này. Xe thì được sử dụng vô lăng 4 chấu có tích hợp túi khí an toàn, còi to, đấy, gạt mưa gạt kính nhiều tốc độ, đấy, hoạt động hoàn toàn bình thường, có phun nước đầy đủ nhá. Và xe thì chạy được 20 vạn rồi, đồng hồ chạy 20 vạn chuẩn chỉ luôn. Táp lô xe đẹp, đấy, sạch sẽ, đấy, có màn hình đầy đủ. Và các bác có thể để ý cho em là điều hòa thì em này đang sử dụng là điều hòa cơ. Nói chung là điều hòa thì rất là mát lạnh rồi. Tay cần số của xe đây, đấy, em này là sử dụng số sàn 5 cấp. Và sử dụng cài cầu vẫn còn rất là rõ ràng, mới nhá. Nói chung là côn nhẹ này, đấy, số ngon này. Và cầu số được hoạt động hoàn toàn bình thường, không hề bị lỗi gì. Có mấy cái công tắc này là công tắc đèn, thì cái này là bác ấy chế thêm. Đấy, công tắc này, chế thêm. Đấy, rất là hiện đại. Và em này đặc biệt là có đề nổ thông minh bằng nút bấm ấy này. Đấy, rất là hiện đại đây. Đấy. Nói chung là về chất thì đây là một chiếc xe được độ nhiều. Đấy, cứng và không lỗi. Đấy, toàn bộ cột thì các bác yên tâm là toàn bộ những cái này là đinh hàn đinh tán là bên em đảm bảo cho các bác hết nhá. Đảm bảo hết cho các bác rồi. Đây là một chiếc xe được sơn đổi màu từ màu xanh sang màu vàng cát. Cái này thì không ảnh hưởng nhá, vì đăng kiểm bình thường, đăng kiểm giấy tờ hồ sơ là đã được sang màu này hết rồi, nên là các bác yên tâm. Màu này thì đảm bảo với các bác là độ độc, độ đẹp thì khẳng định là ok rồi, không phải lo đến cái chuyện là đăng kiểm làm gì cả. Đấy, lắp thùng Cariboy chứa được nhiều đồ. Đấy, nắp thùng bên trong. À đây, xem lốp bên này đã. À, các bác nhìn sắt xi của nó đẹp như này mà. Toàn bộ dàn sắt xi nhá, căng. Đấy, nhíp giảm sóc à, của xe này. Đấy, dày và không hề bị lỗi. Lốp thì dày hẳn rồi. Lốp 23575 la răng 15. Đấy, dày hẳn luôn. Và chiếc xe này thì có quả thùng thì rất là thoải mái luôn. Các bác có thể chứa được rất nhiều đồ, chiều sâu hơn 1,5m, chiều 1,6m, chiều ngang 1,5m và chiều cao của nó là cũng được 1m. Thì các bác có thể là chứa được gần 2 khối hàng, hơn 2 khối hàng luôn. Đấy, có thể chứa được rất nhiều đồ. Và đặc biệt là các bác nào mà hay đi công trình, công trường, các bác chở đồ thì quá ok. Con này thì bác chủ cũ bác ấy cũng chở đồ nhiều, thế thành ra là cái thùng nó không được sạch sẽ như là những cái thùng của những người chơi. Nhưng mà nói chung là mua bán tải về thì là để dùng, chứ còn không phải là để gọi là viện bảo tàng các bác ạ. Thế nên là đấy, tất cả là thùng bệ của xe là vẫn còn ok. Đấy, tôn thùng căng đét này. Và xe thì đây các bác nhìn này, biển Hải Phòng rõ ràng luôn nhá. Xe chuẩn chỉ luôn. Đấy, sàn này. Đấy, rất là chắc chắn và có toàn bộ các cái thanh chống. Thanh chống cũng như móc tời kéo đây. Dày. Đấy. Và các bác để ý cho em lốp sơ cua này. Đấy, lốp sơ cua cũng như là đồ ở dưới đây. Đấy, đồ bên dưới gầm này. Đấy, gầm cầu của xe thì cực kỳ đẹp luôn. Em này thì được cái bộ gầm của nó quá ok. Đấy, xe là cam kết là không có đâm đụng, không ngập nước. Và xe thì đang có mặt tại cửa hàng của em Vũ Duy Ô Tô. Đấy, Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Gầm đấy, sexy bên này cũng thế này. Đấy. Các bác mua những cái dòng như thế này về thì nói là các bác là quá hay. Dành cho dân chơi mà, giá rẻ mà. Có đầu 100 triệu thôi, có đắt gì đâu. Đấy, chỉ có đầu 100 triệu thôi nhá. Chưa đến 200. Đấy. Xe vẫn còn chất cứng luôn, lét lẹt luôn. Tôn sườn này, ngon. Đấy. Chỉ keo cánh ok. Nội thất tươi. Đấy, nội thất ghế phụ bên này như thế này. Toàn bộ nội thất ghế phụ đây. Nói chung là về chất thì em này là một chiếc xe cũng khá là cứng, được bác chủ chăm chút tỉ mỉ kỹ càng. Và giá thì nó cũng là một mức giá rất là rẻ, phù hợp với mọi nhà. Đẹp như thế này nhưng em bán giá nó chỉ vậy thôi. Vâng, chứ không hề cao một chút nào. Nhiều bác bảo là xe như vậy thì phải tầm 250, 240. Nhưng mà không, em chỉ bán với cái giá này thôi. Mua rẻ bán rẻ các bác ạ. Đây các bác nhìn này. Đấy, một chiếc xe máy dầu nhập Thái, máy khô đét luôn nhá. Động cơ 4 máy khô náo, không hề lỗi lầm. Máy khô, con này thì quá yên rồi. Máy nổ giòn, khỏe, không hề lỗi lầm luôn. Đấy các bác nhìn này. Máy này, đầu răng của xe là nó không có tí lỗi nào luôn này. Răng đầu còn nguyên. Và các bác có thể để ý là em này nó còn độ thêm cả bơm này, bơm nhiên liệu, độ luôn. Đấy, hạt xịn xò nó như vậy. Đấy, còn cabo, keo chỉ của cabo thì còn nguyên tem nhãn, dấu má các thứ là còn nguyên luôn.
Với cái dòng máy dầu 2.5 này thì mức tiêu thụ nhiên liệu là rơi vào tầm khoảng 8 lít dầu trên 100 km các bác nhá. 8 lít dầu thôi. Đấy. Và em này thì trước nó là màu sơn xanh như thế này, được độ lên màu vàng. Đấy, thế là các bác cũng không có gì phải khó hiểu khi mà trong cabo nó như vậy. Nhưng mà với cái màu này cũng là một màu rất là đẹp, độc đáo. Đấy, ra đường nhìn ai cũng mê. Mà kể cả các bác mua về đi công trình, công trường, hay là các bác đi chơi, đi làm ăn, hay là gọi là mình đi phượt, đi chơi cũng được, thì là giá nó cũng rất là êm. Đấy, một mức giá thực sự là quá yêu cho một chiếc xe bán tải hai cầu, số sàn, chạy rất là lành bền luôn nhá. Và chiếc xe này thì đang có mặt tại em Bugatti Auto Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Đấy, bác nào yêu thì điện thoại cho em qua số hotline là 0869158926 nhá. Rất vui khi được phục vụ các bác. Và nói chung là xe thì vậy, giấy tờ thì chuẩn chỉ đầy đủ luôn. Đấy, cảm ơn các bác nhá. Và hẹn gặp lại. Đấy, con này thì được cái là máy nó rất là khỏe các bác ạ. Hơi căng, máy khỏe luôn. Ngồi thời tiết nắng nóng bên này, ngồi trong xe sướng hơn bên ngoài các bác. Đấy, kính điện lên đóng cái này, em đóng cái này. Đấy, em này thì đăng kiểm còn dài đến tháng 11 năm 23 cơ. Còn dài lắm, đấy. Kính điện lên xuống là hoạt động hoàn toàn nhanh chóng. Riêng mỗi cái kính lái thì được độ hẳn cái nút bấm ở đây. Kính lái này, độ hẳn nút ở đây. Và em này chơi đề nổ luôn nhé, đề nổ thông minh luôn mới sợ chứ. Màn hình các thứ là có hết, chả thiếu cái gì. Đấy, lùi nữa rồi, cam lùi rồi các bác nhé, cam lùi rồi. Đấy, ok có luôn, không thiếu cái gì. Ở dòng này thì lái rất là linh hoạt. Đấy. Cầu số là hoạt động hoàn toàn ok nhá. Đây, cho bác xem cầu. Đây là em chạy một cầu này. Đấy, bây giờ em kéo xuống là chạy hai cầu đấy, xanh như này. Đấy, hai cầu luôn nhá, đầy đủ, chả thiếu cái gì luôn. Đấy, ok, cảm ơn các bác nhá. Và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với Vũ Duy Auto, chuyên các cái dòng xe giá rẻ. Xin chào. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.